chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn món phở lứt. Món phở lứt này chúng ta có thể dùng vào các buổi sáng hoặc buổi tối mà rất là nhẹ nhàng và cái thời gian chuẩn bị cũng tương đối là ngắn. Đây là các nguyên liệu của món phở lứt. Đây là bánh phở lứt. Đây là bánh phở lứt làm từ gạo lứt và một ít một phần gạo tẻ trắng. Ta sẽ làm thay cái sợi phở trắng mà thông thường chúng ta vẫn ăn. Đây là váng đầu. Thường là váng đầu là một tấm rất là dài như thế này, nhưng mà tôi cắt nhỏ nó ra ở đây. Và đây là giò. Đây là giò chay. Ngoài ra chúng ta sẽ có một ít hành tây và mùi tàu và hành ta. Đây là món nước dùng phở. Đây là điểm nhấn của món phở chay. Nước dùng phở này tôi đã nấu từ 3 loại nước dùng khác nhau. Đấy là nước dùng từ nước ngô luộc, nước dùng từ rau củ quả và nước dùng từ đậu đỗ gà ninh. Các gia vị làm món phở lứt chúng ta sẽ có quế này, mùi này, hoa thảo quả. Đây là một miếng gừng. Ăn này chúng ta sẽ nướng và cho vào để tạo hương vị của phở. Về gia vị chúng ta sẽ có thêm đây là nước cốt mắm này, ít nước tương để tạo màu sắc này và muối. Các gia vị phở ta nên nướng để cho nó thơm và nó dậy hương. Hồ gừng thì ta sẽ nướng lâu hơn một chút. Là nướng gừng đến khi mà ở bên trong gừng nó bắt đầu trong màu rồi. Đây là các loại gia vị đã được nướng và gừng đã bỏ vỏ đập dập. Ta sẽ cho vào cái nồi nước dùng để có cái hương vị phở. Đây cho nước dùng vào trong phở và các loại gia vị. Bếp nấu sôi. Sau váng đầu với một ít dầu lạc. Dầu lạc này cho vào chúng ta bằng ngọn lửa để cho nó tốt hơn. Sau đấy cho nước này. Chúng ta sẽ cho một ít nước mắm, có mùi thì thơm hơn, ngon hơn. Chúng ta sẽ xào rất là nhanh vì nếu mà chúng ta xào lâu quá thì nó sẽ bị nở ra và nó mềm quá, mềm lúc vào phở không ngon. Vậy cần xào đảo sơ và để hơi thấm gia vị là được rồi. Các gia vị của phở đã được nấu trong món dùng nước dùng khoảng 15 phút thì đã được phở đã mùi thơm. Thì chúng ta sẽ vớt các cái gia vị này ra. Các gia vị của món phở chúng ta sẽ cho một ít muối, cho thêm 3 thìa nước mắm. Vì nước mắm này thì nó tương đối nhạt nên chúng ta sẽ cho 3 thìa. Cho thêm 1 thìa nước tương tamari để cho có cái màu phở nó sẫm. Phở lứt sau khi đã thùng nước sôi xong thì nó đã mềm như này. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho các nhân của phở và chan nước dùng. Đây là một ít váng đầu. Đây cho thêm miếng giò. Hành tây. Một tàu.
đây là hai bát phở thành phẩm mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng được ngay. Mùi vị của phở là ngọt, vị đầm, có vị béo của thực đàm động thực vật và thơm ngọt, mùi thoang thoảng của hồi quế. Là chúng ta đã đạt được cái vị của món phở này. Chúc các bạn ngon miệng.